Xin kính chào quý vị khán giả. Những ngày hè này càng trở nên nóng đỉnh điểm, ngột ngạt và xót xa hơn bội phần khi một tai nạn thương tâm khiến cháu bé 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón học sinh tại Thái Bình vào ngày 29 tháng 5. Một mình em đã ở cả ngày trong chiếc xe 29 chỗ dưới trời nắng 35 độ C mà không ai hay biết. Và tiếc là đây không phải sự cố hy hữu. Việt Nam, thế giới, trước đó và rất có thể sau này sẽ còn những đứa trẻ vô tội qua đời vì sự vô tâm của người lớn theo một cách thức nhẫn tâm nhất. Đã có rất nhiều thông tin, nhiều câu hỏi tại sao, nhiều ý kiến nổ ra quanh sự việc đau lòng này. Còn hôm nay, điều mà chúng tôi muốn gửi đến trong video này là một thông điệp. Để trẻ nhỏ một mình trong xe hơi là bạn đã mang tử thần đến bên con. Nhiều người vẫn nghĩ xe hơi là môi trường an toàn cho trẻ em. Tại sao ạ? Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, ngồi vào xe bật điều hòa lên, thế là chúng ta đã có một không gian thoải mái. Nhưng đó chỉ là khi có người lớn ngồi cùng. Nếu trẻ em ở trong không gian này một mình, nó sẽ rất nhanh chóng trở thành địa ngục, theo đúng nghĩa đen của từ này. Có một thí nghiệm khá trực quan để cha mẹ hiểu được sự thật này. Đầu bếp nổi tiếng người Úc Matt Moran từng có một màn trình diễn cực nổi tiếng để cảnh tỉnh vai trò của tất cả những người lớn với trẻ em. Màn trình diễn của ông có tên là Nướng thịt cừu trong xe ô tô trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Qua đó, ông muốn truyền tải thông điệp với các bậc cha mẹ thường có thói quen để con trong xe hơi một mình. Đây là một việc làm hết sức nguy hiểm. Trong cuộc thí nghiệm, ông Matt Moran đã lấy một miếng thịt cừu, thoa dầu ô liu đặt lên một chiếc khay bằng inox và bỏ trong xe. Chiếc xe được phơi nắng từ 12 giờ 50 phút trưa. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó thật dễ chịu, chỉ 27,1 độ C. Rất nhanh chóng, 10 phút sau, nhiệt độ cabin đã tăng lên 35,4 độ C. 1 giờ 15 phút chiều, 52,3 độ C. 2 giờ 10 phút, 68,9 độ C. 72,5 độ C. Miếng thịt cừu đã se lại và chảy mỡ. Thông qua ống kính máy quay, chúng ta có thể chứng kiến những thay đổi của nhiệt độ và miếng thịt cừu trong xe. Sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, khi đầu bếp lấy miếng thịt cừu ra, cả miếng thịt cừu đã được nướng chín. Thử tưởng tượng nếu trong xe ô tô là một đứa trẻ bị cha mẹ để lại một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó là minh chứng cho thông điệp đừng bao giờ để con của bạn một mình trên xe, vì rất nhanh thôi, cabin sẽ trở thành một chiếc lò nướng cực nóng. Nhiều người có thể cho rằng việc bỏ quên trẻ em trong xe ô tô là một sự việc hy hữu, tuy nhiên thực tế cho thấy nó xảy ra khá thường xuyên và hậu quả thương tâm. Theo thống kê, chỉ riêng tại Mỹ đã có hơn 1.000 trẻ em thiệt mạng do bị bỏ quên trong xe nóng từ năm 1998 đến năm 2022. Nhiệt độ trong xe gây nguy hiểm khi nào? Ông John Out, nhà khí tượng học thuộc Đại học San Jose State cho biết, khi tắt máy xe, cửa xe kéo kín, máy điều hòa tắt đi nhanh chóng và chỉ sau 10 phút đầu, nhiệt độ trong xe có thể tăng thêm gần 88 độ C. Ở ngưỡng 40 độ C có thể làm cho chúng ta bị say nóng, sốc nhiệt. Nguy hiểm hơn, tới mức 42 độ C sẽ gây rối loạn các cơ quan và gây thiệt mạng. Với trẻ nhỏ, do hệ thần kinh trung ương vẫn chưa phát triển đầy đủ, cơ thể chúng khó đương đầu với sự thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Nhiệt độ cơ thể trẻ nhỏ có thể tăng nhanh gấp 5 lần so với người trưởng thành. Như vậy, khi ở bên ngoài, chỉ ở mức 57 độ F, bên trong xe hơi khi tắt máy, nhiệt độ của một đứa trẻ có thể nhanh chóng tăng lên 110 độ F, tương đương với 43 độ C. Lúc này, trẻ sẽ phải chịu các di chứng bao gồm tăng thân nhiệt, trẻ em có tỷ lệ trao đổi chất cao hơn người lớn khiến cơ thể dễ bị nóng lên hơn. Khi bị nhốt trong xe, trẻ không thể thoát khỏi môi trường nóng bức dẫn đến tăng thân nhiệt nhanh chóng. Khi thân nhiệt đạt 40 độ C, trẻ có thể bị co giật, hôn mê và tử vong. Thiếu oxy. Khi ở trong xe kín, lượng oxy sẽ dần cạn kiệt. Trẻ em có nhu cầu oxy cao hơn người lớn, do đó trẻ dễ bị thiếu oxy hơn. Thiếu oxy sẽ dẫn đến tổn thương não, hôn mê và tử vong. Khí thải từ xe có thể rò rỉ vào trong xe, dẫn đến ngộ độc carbon monoxide. Carbon monoxide có thể liên kết với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Ngộ độc carbon monoxide dẫn đến nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, co giật, hôn mê và tử vong. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ và người chăm sóc nên áp dụng những biện pháp sau. Luôn đặt trẻ ở ghế ngồi an toàn phù hợp với độ tuổi. Không bao giờ để trẻ em một mình trong xe, dù chỉ trong thời gian ngắn. Tạo thói quen kiểm tra ghế sau xe, nhắc nhở bản thân về sự hiện diện của trẻ. Lắp đặt thiết bị cảnh báo hoặc camera giám sát trong xe. Chỉ cần một phút lơ là, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng,
để lại vết thương lòng và sự ân hận không thể nào phai mờ. Đừng bao giờ để con một mình trên xe hơi, dù chỉ trong một phút. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo dõi kênh Thúc Hay Thầy Tốt để cập nhật các tin tức về sức khỏe mỗi ngày.